giao lưu với một trong số em thứ hai. We'll be right back.
100% học kỳ 1 hay là học đại học với chi phí không đồng ở năm nhất. Chúng ta đi ra cụ thể thì có sai. Về đăng ký xét điểm á, cái phương thức, cái cách thức đăng ký xét điểm, nếu như các bạn xét điểm bằng cái kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta sẽ phải làm hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng ta được phát hành tại trường trung học phổ thông của chúng ta, nộp hồ sơ từ đây đến 30 tháng 6 tại trường trung học phổ thông của chúng ta. Nếu như các bạn đăng ký xét học bạ thì tôi đề nghị các bạn khỏi cần photo học bạ, khỏi cần photo tốt tiền tốt công, các bạn cũng lên học chạy lên để xuống vượt này kia luôn. Các bạn chỉ cần đăng ký qua Zalo mượn cái học bạ ở gốc, các bạn có tình chấp nhóm trong một lớp nhạc là trong người luôn đó. Chỉ cần nhắn tin đăng ký online qua Zalo và xong, tôi đó các bạn đủ lý trúng điểm. Chỉ cần các bạn có cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, các bạn đang đến trường, các bạn đọc cái luật nhập học ngay trước khắc, các bạn sẽ được giảm ngay lập tức 20% một phí kỳ một. Đi xíu nên tôi sẽ chỉ giải cụ thể hơn. Nếu như tôi báo các bạn đủ điểm trúng điểm, các bạn cứ yên tâm ôn thi tốt nghiệp, thi cho đậu, thi mấy điểm không cần quan trọng, chỉ cần thi đậu tốt nghiệp thôi ha. Con đường thành công phía trước đang chờ đón các bạn. Các hồ sơ nhập học tôi như nói sơ qua, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời photo công chứng một bản, học bạ trung học phổ thông photo công chứng, giấy chứng minh nhân dân photo công chứng bản sao giấy sang tên hình 34 tiền đóng học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn hai cái yêu cầu đó, bảo hiểm y tế bản nào, nếu như bảo hiểm y tế còn cái giá trị thì chúng ta có thể là mua sao. Cái đặc điểm của trường hợp là gì, các bạn đăng ký qua Zalo rồi á thì khi nào chúng ta học thì chúng ta nộp hồ sơ nhập học thôi, không cần phải nộp lại hồ sơ xét điểm, giống như một cái trường đăng ký trực tuyến không, chúng ta cũng phải nộp hồ sơ chính thức nha. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường đại học Phú Long đó là khoảng 700 chỉ tiêu, ít hơn so với năm rồi. Tuy nhiên đó, một điều là chúng ta cần lưu ý như thế này, chúng ta cần đăng ký xét điểm số nhập học tốt đó, để chúng ta được có cơ hội trúng tuyển ngay lập tức, ngay trúng số nha. Hiện tại đã có khoảng 600 mấy bạn đã đăng ký xét tuyển nhập học rồi, cho nên thì chúng ta phải tranh thủ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chúng ta xuất đến trường nhập học, nhưng nếu không chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Ở tỉnh Hậu Giang có thì tại trường học thì có tổ chức xe đưa đón cho các anh chị hệ vừa học vừa vào. Nếu như chúng ta ở Hậu Giang thì chúng ta có thể qua Giang Đường Khúc ha, tới cái cổng trà Hậu Giang. Trường có đi xe, tôi nhiều viết chứ không phải tôi viết vào nhà không nha. Nhắc lại, ưu đãi 20% học phí học kỳ 1 cho những bạn đăng ký và các thủ tục nhà học sớm, nhanh tay đăng ký, kẻo lỡ cơ hội, đánh mất cơ hội nha. Cơ hội ngàn năm có một. Bây giờ chúng ta chọn cái ngành, chúng ta có gì quan tâm đầu tiên, tiền đâu? Các bạn sẽ quan tâm đến học phí đúng không ạ? Học phí của trường đại học của ông là thu theo từng học kỳ, không chơi theo tín chỉ ha, không thu theo tín chỉ, thu theo từng học kỳ, thu vào đầu mỗi học kỳ. Học kỳ nào cũng thu một mức y như vậy, y xì, y trang, y bon. Đối với ngành kinh tế học ở Nghệ An, ví dụ như là quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, kế toán, kiểm toán, logistics, quản lý chuỗi cung ứng, và có chiếc truyền thông gì đó vân vân. 7.350.000 đồng một học kỳ, 7.350.000 đồng một học kỳ. Nhóm ngành kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, ví dụ như kỹ thuật xây dựng công trình, giao thông công nghệ, kỹ thuật ô tô cơ khí gì đó, hay là gì đó học có gì được chắc. Tùy từng ngành mà dao động từ 7.630.000 cho đến 7.990.000 đồng một học kỳ. Nhóm ngành sức khỏe, ví dụ các chuyên ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, 10.500.000 đồng một học kỳ. Dược học dự kiến đó, mỗi ngành đó thì học phí 13.600.000 đồng một học kỳ. Nhắc lại, thu theo học kỳ, ổn định không tăng, học kỳ nào cũng nói một mức như vậy hết. Học phí này đã bao gồm gì? Tiền học anh em cơ bản và chuyên ngành, tinh học các dụng quốc phòng thể chất, đó đã bao gồm những chỗ đó rồi. Có một bạn nào bị mất tiền hay không?
có một bạn bạn này có nhặt tiền được con một bạn không biết bạn nào, cho nên chúng ta chỉ phải cái ví như thế nào. Và trung học phổ thông Long Mỹ đã đến với ngày hội tuyển sinh của đại học FPT Cần Thơ ngày hôm nay. Vâng bạn ạ, bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm những hoạt động tại đại học FPT Cần Thơ. Chúng ta sẽ có những anh chị tương lai chúng ta sẽ đồng hành cùng các bạn nhé. Anh xin giới thiệu chị số 5 sẽ đồng hành cùng ngày này nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Shuffling.
lên chấm hỏi tao luôn quá à.